Chị ơi, hôm nay thì không xuống để
nhá. Nếu chị Hằng nào mà có câu đố nào hay là bài tập nào khó thì cần nhờ chị Hằng cũng như ở đây là giải quyết tốt, đúng không các bạn nhỉ? Đấy, chào mừng chưa? Ôi, các bạn nhỏ, con cứ đứng vào. Đây là đứng. 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 Đ